Chiều tối 16 tháng 11, đại diện bệnh viện phụ sản Bê Công quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thêm thông tin về sự việc clip người phụ nữ bế bé, bé sơ sinh bị hành hung tại bệnh viện này đang lan truyền trên mạng. Người đàn ông trong clip được xác định là tài xế xe bi. Theo bệnh viện, vụ việc diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 11 tại sảnh nhi của bệnh viện. Khi xảy ra vụ việc, đội bảo vệ và an ninh bệnh viện nhanh chóng có mặt tại hiện trường để can ngăn người đàn ông, đảm bảo an toàn cho người phụ nữ và những người xung quanh. Tuy nhiên, sau khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, người đàn ông thách thức đe dọa chị này nếu phản ảnh lên tổng đài bi. Lúc này, phía bệnh viện nhanh chóng trình báo với công an phường 1 quận Tân Bình. Hiện trên mạng xã hội lan truyền thông tin, lúc người phụ nữ xô xét thì trên tay có bế một bé sơ sinh. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện cho biết lúc đó người phụ nữ chỉ có một mình, còn bé sơ sinh do một người thân khác bế. Cùng ngày, đại diện ứng dụng Bi cho biết Bi rút nhận được phản ánh về sự việc. Lúc hơn 16 giờ ngày 11 tháng 11, người phụ nữ có đặt ứng dụng Bi đi từ bệnh viện đến đường Lê Đức Thọ. Trong quá trình đặt xe, người phụ nữ đứng khác cổng đón, tài xế đã yêu cầu chị hủy chuyến nhưng chị không đồng ý và hai bên tranh luận qua điện thoại. Lúc này, tài xế đã chạy đến vị trí người phụ nữ đứng một mình và hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến sâu sát. Người phụ nữ bị xe sát ngoài da, rất may người thân và cháu đi cùng được an toàn sau khi xác định danh tính tài xế vi phạm bi đã áp dụng mức chế tài cao nhất là khóa vĩnh viễn tài khoản của tài xế này đồng thời đại diện bi cũng đã liên hệ thăm hỏi hỗ trợ người phụ nữ và gia đình